Hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2018, thứ năm tuần thứ 22 thường niên. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên dại để được khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng, chính người bắt chợt những người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ. Lại có lời khác rằng, Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền. Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của anh em, dù là Phaolô hay Apollo, hoặc Kepha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai, tất cả là của anh em. Nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Chú địa cầu và muôn loài cư trú ở trong, vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng ba phù hoa. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho và được Thiên Chúa là đấng cứu độ ban ân thường. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cốp. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Alleluia, alleluia. Thiên Chúa đã dùng tin mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiêm lấy vinh quang của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông cho chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền, người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Quá vậy. Thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebede và Jacobe và Gioan, bạn chài với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp trong đời sống đức tin. Thiên Chúa thường đòi ta thực hiện những việc làm có vẻ kỳ dị và vô lý, nhưng nếu làm theo thánh ý Chúa, chắc chắn ta sẽ đạt được nhiều kết quả bất ngờ. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con xác tín rằng tất cả mọi nỗ lực, cố gắng của con đều trở thành vô ích nếu không có ơn Chúa phù trợ. Chúa đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đời sống con, nhưng Chúa thường đòi con làm những việc có vẻ kỳ dị vô lý, như các tông đồ lại ra khơi đánh cá khi không bắt được con nào suốt một đêm vất vả. Chúa muốn con tin vào Chúa chứ không tin vào những suy luận của riêng con. Đối với con hôm nay, việc có vẻ kỳ dị và vô lý là sống hy sinh giữa thế giới đang lao mình vào hưởng thụ sung sướng, hoặc chấp nhận bị thiệt thòi giữa một xã hội mà ai cũng lo thu quén cho chính mình. Việc có vẻ kỳ dị và vô lý là tự chủ khước từ những đam mê cờ bạc, để dùng tiền của và thì giờ mà phục vụ lợi ích gia đình và xã hội. Việc có vẻ kỳ dị và vô lý là đi đến với bạn bè lối xóm để thăm viếng, nối lại tình thân ái, yêu thương. Lạy Chúa, khi thực hiện những công việc ấy, con cảm thấy e ngại và do dự, nhưng con muốn cương quyết như Thánh Phêrô. Vì vâng lời Thầy, con xin thả lưới. Lạy Chúa, con cũng muốn thực hiện điều ấy trong các giờ kinh lễ hàng ngày. Ước gì những giờ kinh lễ ấy không trở thành những việc cực nhọc suốt đêm mà không được gì. Trái lại, nhờ thánh lễ, xin Chúa giúp con sáng suốt nhận ra và thực hiện ý Chúa trong mọi hoàn cảnh để có thể đạt được những thành quả quá lòng ước mong. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Không mong đền đáp. Trên đường đi hành hương đến La Mecca, thủ đô của Hồi giáo, một tín đồ đã cải trang thành một người hành khất. Anh gặp một người thợ hớt tóc đang săn sóc cho một người giàu có. Nhưng lạ lùng thay, khi anh vừa mở miệng ra xin người thợ cắt tóc cạo râu cho mình, thì người thợ này liền bỏ người giàu có ngồi đó và tức khắc đến phục vụ cho anh. Và đáng phục hơn nữa là người thợ này đã không đòi hỏi bất cứ một thù lao nào. Trái lại, ông còn cho anh ít tiền để hộ thân. Cảm động vì lòng tốt của người thợ hớt tóc, người tín đồ quyết định sẽ tặng cho ông tất cả số tiền anh đã xin được trong ngày. Và ngày hôm đó, người tín đồ cải trang thành người ăn xin đã nhận được một túi vàng do một người khách hành hương giàu có trao tặng. Như đã hứa với lòng mình, người tín đồ quay trở lại tìm người thợ hớt tóc và trao tất cả gói vàng cho ông ta. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của người tín đồ, người thợ hớt tóc vừa thấy cử chỉ của người hành khất đã nghiêm sắc mặt nói: "Xin lỗi, ông cho mình là người đạo đức ư? Ông không cảm thấy xấu hổ để trả công cho một nghĩa cử yêu thương sao?" Thì ra, người thợ hớt tóc đã không cạo râu cho một người hành khất để được trả công. Ông chỉ làm cử chỉ đó với tất cả yêu thương dành cho một người khốn khổ, và ông nghĩ rằng mình làm như thế để được đền đáp. Ngạn ngữ tiếng Latin thường nói: "Tôi cho bạn để bạn cho lại." Hoặc như người Việt Nam chúng ta thường nói: "Có qua có lại mới tỏi lòng ta." Người ta dùng câu ngạn ngữ này để diễn tả những đòi hỏi công bằng giữa con người với nhau. Tôi cho bạn để bạn cho lại. Tôi làm cho bạn để hy vọng bạn sẽ đền đáp lại. Trên bình diện xã hội và nhân bản, ý thức được sự qua lại này đã là một điều đáng kể trong các mối tương quan giữa người với người. Tuy nhiên, chúng ta không thể áp dụng một thứ công bình như thế vào mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa không thi ân giáng phúc để chúng ta biết ơn hay đền đáp lại. Thiên Chúa cũng không căn cứ trên tài năng của từng người để ban phát ân huệ của Ngài. Thiên Chúa không dùng cán cân công lý thông thường của loài người.
công lý của Ngài là công lý của tình thương. Người thợ của giờ thứ nhất không lãnh hơn người thợ thứ hai vào giờ cuối cùng. Nếu Thiên Chúa không thi ân giáng phúc tùy theo công nghiệp và tài năng của con người, thì con người cũng không thể nại đến công lao của mình để đòi hỏi một sự trả công tương xứng. Sau một công lao vất vả, có lẽ chúng ta chỉ có thể thốt lên: Lạy Chúa, chúng con chỉ là những người đầy tớ vô dụng. Lắm khi chúng ta vẫn còn đeo đuổi sự công bằng, cộng trừ nhân chia của chúng ta đối với Chúa. Tôi sẽ đọc bao nhiêu kinh để xin được ân này ân nọ. Tôi sẽ làm được bao nhiêu hy sinh để cầu cho được một ân đặc biệt. Lý luận như thế trong các việc lành phúc đức, chúng ta dễ dàng rơi vào một thứ biệt phái mới nhằm đề cao công nghiệp riêng của chúng ta mà quên rằng tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng đã và sẽ lãnh nhận được đều xuất phát từ tình yêu vô vị lợi của Chúa. Bài trích sách Lẽ Sống.